Bộ Ngoại giao Pháp chất vấn đại sứ Hoa Kỳ, tin từ Paris. Hôm nay, Pháp đã triệu đại sứ Hoa Kỳ để chất vấn sau khi tờ báo Le Monde tố cáo cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã theo dõi công dân Pháp trên quy mô rộng lớn. Tờ báo Le Monde tố cáo cơ quan NSA đã thu thập hàng trăm ngàn cuộc gọi điện thoại của người Pháp. Ngoại trưởng Laurent Fabius đã nói với báo chí bên lề cuộc họp Liên Âu ở Luxembourg là ông đã lập tức cho triệu đại sứ Hoa Kỳ và người đại sứ đã tới Bộ Ngoại giao Pháp trong sáng hôm nay. Đại sứ George Ripskin đã không cho biết là ông có đã bị triệu tới Bộ Ngoại giao Pháp hay không. Trong tháng 7, các công tố viên ở Paris đã bắt đầu mở cuộc điều tra về chương trình PRIS của NSA. Ngoại trưởng Fabius nói rằng Pháp đã cảnh giác từ tháng 6 và đã có phản ứng mạnh bởi vì việc theo dõi các nước đồng minh là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tờ báo Le Monde nói rằng mục tiêu của NSA là theo dõi những cá nhân bị nghi ngờ có liên hệ với khủng bố, nhưng cũng theo dõi các chính trị gia và doanh nhân Pháp.